Ok, xin chào anh em. Chúc anh em buổi tối cuối tuần vui vẻ và mà chúng ta tiếp tục chơi tương đối tích cực. Clan Trịnh Gia. Ok, hy vọng là chúng ta sẽ không bị cast it hoành hành nữa. Chiếm xong hai thành này là xong cái quest này rồi. Xây dựng còn nâng cấp một kiến trúc. Họ đang xây rồi. Xong mọi thứ rồi. Chúng ta có lửa thôi. Chứ còn gì nữa. Có lửa. Có cát đi thì mã đẳng sai của mẹ. Tuy nhiên kỳ quái, anh em nhé. Đang hay nâng chế sâu. Lưu Bị xuống đánh thành to ở dưới à? Phải không? Tắc đồ. À, người ngáp tiếp rồi. Ở Clan Trịnh Giang cái miếu thờ này up được đến cấp 3. Bình thường cái miếu thờ này chỉ có cấp 1 thôi. Ở Clan Trịnh Giang up được đến cấp 3 này. Hay nhỉ. Giờ biết. Hay là do update nhỉ. Chứ bình thường là chỉ có một cấp thôi chứ. Em có 3 luôn này. Cũng có cộng tiền cộng nhất này. Hay nhỉ. Cái này mới nhá. Giờ biết. Đó, up cái này thì Trịnh Giang đua tướng thì trăm trận trăm thắng. Bây giờ là hết quân. Hết chỗ để đánh, có lẽ quay sang chỗ của Lưu Sổ để đánh. Nhưng mà có một vấn đề là mình đang giao thư với thằng Lưu Sổ. Và mình đang lượt thứ 6. Cũng chả sao đâu. Rồi up tiếp này lên. Cũng tăng tiền mà tội gì. Đó, ở đây cứ hồi quân đã. Chờ đợi thời cơ. Quân lực. Đây là của phong thị án. Không xâm phạm lẫn nhau. Biết. 真是贪得无厌。 Hay là xuống đánh Lưu Sủng nhỉ? Xuống đánh Lưu Sủng thì xuống mẹ đánh Lưu Sủng đi. Dùng bất thối xu. Mình ký giao thư thằng Lưu Sủng ngay từ những tân đầu thì phải. Thế nên là bây giờ là tân thứ 7 rồi, tầm tân thứ 10, 11 thì mình có thể bỏ được. Tạo chiến. Oh, Viên Thiệu bảo mình đánh Lưu Bị, nó cho mình 1.500. Đéo trời, kèo này không thơm. Kèo này không thơm tí nào cả.
chắc phải ký một cái hiệp định không xâm phạm với thằng Lưu Bị. Tang Bá nhiều khả năng là cũng sẽ ăn hành với thằng Lưu Bị. Tranh thủ thằng này nó đang sắp ngấp ngoài thì kiếm trác của nó một ít tiền đi. Rồi, có tiền rồi, chúng ta sẽ xây tướng này để chúng ta lấy ngựa. Tăng 10 phần kinh nghiệm nhân vật cũng được. Rồi, cứ đứng ở đây hồi quân một lúc đã. Ok, chúng ta có 3 slot nữa. Nhưng mà hết tường. Giao thương với Lũ Bố thì... Lũ Bố chiếm đất của Lưu Bị rồi. Quốc con gà gì em? Đọc tiêu đề đi. Trên nữ nhi quốc con gà ấy đi đi. Rồi, con lượt thôi. Bù rú hù thông yếu ú bà. Đánh Viên Thiệu à? Không thơm. Bây giờ kèo nào đấy thằng Lưu Bị lại thơm này. Quân nó đang bị hao. Nhưng mà nhiều khả năng là sẽ mang quân về nó chiếm lại. À không, có Lữ Bố ngay kia rồi. Kèo nào đánh Lưu Bị lại thơm này. Lưu Bị có một tin nữa là về được Bành Thành này. Không biết có đánh nhau với Lữ Bố không? Thành này cấp 4 rồi.
quét trước mình lên cấp tiếp. Tôi Trịnh Giang, định hồi Minh Yang thiên hạ. Có hoa quay số, tôi có nai bù chu xin tử. Nếu thằng làm với Lưu Bị thì thằng này cung cấp cho mình được bao nhiêu tiền? Thằng này cũng không nhiều tiền. Không thơm. Không thơm. Viên thuật. Viên thuật ở hơi xa. Không. Tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Hoàng đế bỏ trốn. Không quan tâm. Rồi, quân của mình à. Phong chỉ hy sinh. Bây giờ đánh ai nhỉ? Đánh mỗi Lưu Sủng thôi, tới Lưu Sủng yếu. 10 lượt rồi. Để thêm quân nữa. 200 500 là hết mẹ tiền rồi. Đó, từ sau bỏ cái bước rồi đập nó. Đi khảo lưu ý xa. Ok, mình có thể chấp nhận được. À không. Không không không. Trừ với Lữ Bố nhiều lắm. Lữ Bố đại địch. Ni tự chọn tớ. Bây giờ kèo thơm mà đánh Lưu Sủng mà Lưu Sủng khá yếu. Dương phụ ký đồng hiệu. Ý của cái rú hơ hù hơi hù lì nè. Xoan sư thán thỏa là. Yêu sâm sáng phá cho thán thán bà. Đó, lấy tiền lưu trì cuộc sống. Cuộc sống mưu sinh. Không
Lưu Bị không thơm. Chân sự vô lý. Mình có thể công được cái thành này trước khi mùa đông đến. Không có quân trong này. Hay các tướng vào. Cái này là chưa up được cái này. Không hồi được quân. Ok, tiền vẫn trong tầm kiểm soát. Có gì có ý tưởng thì thảo luận đi. Viên thiệu hết thằng để đánh xuống cái đánh mình à? Viên Đàm sát nhập Khổng Dung. Ai à? Bọn nó áp sát mình quá nhỉ. Viên Thiệu bây giờ thành thế lực mạnh con mẹ nhất chỗ này rồi. Vị trí số 1. Sức mạnh là số 1. Càng đánh đàn bà con gái mà. Báo thù huyết hận. Ý lý đại ta, tôi cũng sẽ hảo sinh đại ngươi. Vũ Hữu à, hôm nay một trận là vì thiên hạ thăng sinh. Lưu Bị thì bị Lữ Bố chiếm đất đuổi ra đường. Khổng Dung thì hàng Viên Đàm. Thời gian yến thuộc phụ. Sa quang Viên Thiệu thì tuyên chiến với mình. Còn mà có gì tồi tệ hơn đâu. Ok, ở đây không có tên. Ok, thế quân mình có thể đi được vào đây. Dũng sĩ tại thử, thủ binh chuẩn bị. Hoàn thành bộ chuyên, tỏ hào chuẩn bị. Đào phủ chuẩn bị. Chuẩn bị hào lỡ. Dạy. Tỏ hào chuẩn bị. Cái này bắn gần uy lực nó mạnh. Quán trường bất chi, gia quái bất phá. Chú ý, gắn quái. Gia quái bất phá. Tiến công. Nó không có tướng mình cứ bắn. Cái gì đây đây? Bắn tướng mới đi thật.
sát được không? Đi đâu rồi? Bắn ngu thật đấy. Stop, stop. Quên mất có một đám cung ở trên tường.准备开战，做好准备，挺住，做好准备。 Ba tướng đủ quẩy. Ha! Địch quân sĩ binh đang tại quy tảo. Vô phương trận hữu đang tại giao sầu công kích. Ôi Lục Chính. Không để Lục Chính bị bọn cung đánh chết à? Lìn nhỉ. Một vé lại mấy giờ mình như que đấy. Vé lại toàn bộ nhân vật nữ thì chả có đâu. Tập vẽ linh tinh. Thế trận thế giới vô nhân bất chi. Tôi pin sử đoạt xa thị thành. Lý Ứng sẽ chi trận dụng phát động nông dân. Con này.
chiếm xong thì được. À, Lưu Bị. Bị rồi ba. Viên Thuật. Hoan nghênh, xin đi. Năm. Đéo có gì. Vẽ nhân nữ gần như chả có đâu, toàn vẽ linh tinh thôi. Hết lương thực, bây giờ tao đang bị hết lương thực. Thành này, chính là thành này là thành lương thực đấy, thành nông nghiệp, nhưng mà cái bành thành nông trang bị chiếm mẹ bao giờ. Thế mình ra đây mình chiếm cái trần quận này thì hợp lý này, là mình có lương thực. Vẫn thoải mái thật ra. Tuần sau vẫn chui ra bên này đánh nó được. À không phải hai tuần. Tôi Trịnh Giang, định hồi Minh Yang Thiên Hạ. Khu này thì hơi căng, khu này nhiều đang bán lại cho thằng Lữ Bố. Bán lại cho Lữ Bố thì được bao tiền? Nói ba, so với trung thành, bất quá một triều thiên tử, một triều thần. Chơi nữ như quốc thì cứ lạc tuấn cái gì em. Đọc tiêu đề đi. Đã chơi only từng nữ rồi, bảo từ tập 1 rồi. Bán cái này không nhiều tiền, bán mẹ cho thằng tăng bá nhiều tiền. Nào cho khoai điểm mà. Tăng bá. Không có thằng nào giàu cả. Hoan nghênh, xin đi. Cái đông quận hơi căng, chưa biết bán cho ai. Song phương hữu ý, vũ đặng thành xin tí xử y án. Chả được cái lợi gì từ chỗ. Nhi tự chảo đó. Ai thích chơi mốt thì đi chơi. Quan trọng gì đâu. Đây chiếm cái này để lấy lương thực. Quên mất Trịnh Giang nếu có công trình miếu khổng tử.
Hoàng quân Loạn Cân đánh ở đây lúc nào anh nhỉ? Tôi nghĩ phải bắn ngay. 3.2 如你所愿, cho khỏi âm tiền đã. Rồi. 你我该如何互惠互利呢? Thằng Lữ Bố hơi nghèo. 我看你我之间有不少要谈谈. Nó không có tiền mua mỏ sắt này. Khoảng 2.000. Thế nếu mà là từng tinh thì là bao nhiêu? Được 200 không? Ồ, từng tinh lợi hơn. Chúng ta sẽ lấy theo từng tinh. Nếu mà từng tinh thì nó sẽ có một cái rủi ro là nếu mà nó tuyên chiến đến mình thì mình công cốc, vừa mất đất vừa chả được gì. Nhưng mà những lúc như này thì cũng không thể đòi hỏi được nhiều. Bán đi để coi như nó là bức tường để chặn mình với cái thằng ấy. Đằng nào thì cũng không chiếm được đông quận. Thì chúng ta lấy cái này thôi. Chúng ta lấy Bành Thành và lấy cái này trước mắt đã. Rồi, quay lại. Nhi khảo lưu ý xa. Rân sư đa đán. Làm sao bắt được bọn nó cống nạp được? Chưa bắt được ai thằng cống nạp đâu. Lực lượng yếu. Lưu Sủng chết. Rồi nhanh chóng ra đây lấy. Lưu Hầu Ba. 这有何用? 报仇雪恨! 保卫一战! Dương Phụng ở chỗ đéo nào đi. Tít ở trên à. Dương Phụng mà đánh nhau với đủ loại thằng. Thôi, đéo lên mình của nó đâu. Phận con gái chân yếu tay mềm. Không nên đánh nhau sớm với mấy anh con trai. Đấy, ngoẻo quá. Xiang qian jin jun. Đánh xong Trần Quận rồi mày lui về thủ trước thằng Viên Thiệu. Nó đánh vào Bành Thành ở trên miệng núi thờ là cũng hơi căng. Hội chị em phụ nữ là Hãy以为你会感恩. Quá đẹp để hỏa tiêu xích bích này. Cái này Minh Anh viết cái gì đây?
Tướng nữ thì ta phần toàn clon thì lấy đâu ra tướng vẽ đâu mà. Ông vẽ đi, ông up lên workshop bên tôi đào. Có gì dùng đấy đi. Bây giờ 3 triệu mà về thì không biết lấy kiểu gì. Nó random về các đất nước ở phía Nam. Chả biết lấy kiểu gì. Hoàng Quy Di này thì lâu lắm mới thấy xuất hiện này. Thanh niên này, nói lắm nhất kênh chat này xuất hiện này. Nó công mình đúng không? Con mẹ hoàng này. Mình dễ tính mà ai theo mình thì theo thôi. Không theo thì thôi. À như là nó có cái máy bắn đá, à cái máy bắn tên nó đi chậm. Thank you.
整整足足。chết lắm rừng quá ông khổ, bắn thằng tướng cũng mệt. Bố quân ẩn đằng liệt trận, xu zài xí binh phá. Phú Chiến, rằng nữ hoa đạo hiện tại ba.出自可怜之口。哼，敌军士兵正在溃逃，准备开战。在，速速前进。胜利又近了一步，速速前进。胜利就在眼前。
Giờ lại tăng cao và rất là kinh nhỉ. Hết dịch cái đi làm sắp một lần luôn à. Tôi sang tuần đi chơi đi du lịch rồi. Chắc off stream từ thứ 3 đến hết tuần.我等威名，如今海内皆知，我用不上他们，心怀怨怒。 Hỏng tròi quá mà mã chưa ra. Gần hôm đấy tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn cho ông nào mà không biết cách lấy game free thì hôm đấy xem. 800 tiền à. Ông nào không biết lấy game free từ Epic hôm lúc từ World Troy ra thì tôi trước hôm đấy khoảng 1-2 hôm sẽ có video hướng dẫn. Các ông cứ nhớ thế thì lên mà xem để biết cách mà lấy game free. Cơ hội cho các ông gọi là tiếp cận game bản quyền đấy. Âm 21 nhỉ. À hết lương thực. Có lương thực cái là hết ngay. Chơi sao gai không thì mình cứ chơi đi. Biết đâu nó hay thì sao. Cái hồi nó làm phiên bản Fall of Samurai cũng hay còn gì nữa. Chỉ có mỗi làm cái Britainer của đảo Anh thì tôi chưa chơi cái đấy, mà tôi cái đấy tôi cũng chưa chơi. Tôi thấy người ta chơi tôi cũng chưa chơi phiên bản đấy. Nhưng mà nó làm Fall of Samurai chả hay à, chơi chả hay à. Bắn súng ầm ầm. Biết đâu nó làm cho thì lại hay thì sao? Các ông hơi sao? Gì có mà chê. Tôi ủng hộ cái free này để cho các ông tiếp cận bản quyền, cho các ông biết cái lợi ích của bản quyền. Có thể là ở thị trường châu Âu nó có thể là tiêu cực đấy, nhưng mà ở thị trường của mình thì quá là hợp lý luôn. Khuyến khích. Cứ lấy mà chơi. Này đi. Tăng 10 con liệu ngoài ra và tất cả thế lực. Cũng được à? Cái công trình của con Trịnh Giang này nó thiếu nhiều cái nhỉ. Sao nó cứ lèo tèo vài cái này. Thế nhìn cái này mới fix cái ra đúng không? Công trình của nó chỉ có mỗi một bảng chỉ có hai công trình. Kho thóc có gì hot không? Kho thóc chỉ tăng Warcraft 3 lại khác. Warcraft 3 là remaster, là phiên bản làm lại đồ họa. Còn tôi luôn cho Saga là một phiên bản game mới hoàn toàn mà. Làm sao mà so sánh như được. Câu chuyện giữa Warcraft 3 với cả tôi luôn cho Saga không giống nhau. Không thể lôi ra so sánh được. Mà nói chung thì không cần quan tâm là thị trường châu Âu thế nào, thị trường Việt Nam tôi đảm bảo nó là có lợi. Thế thôi. Chắc chắn là có lợi. Thế cái này thì xây cái đéo đi. Xây cái này được rồi. Công đường tăng cái gì. Đi xây cái đạo phỉ này đi.
À, Tào Thương đối với Tào Tháo. Chín. Các vị tận chín. Giống như cái hồi đầu Tô Tuấn Ua Three Kingdom ra mắt này này, cũng cứ so sánh Tô Tuấn Ua Three Kingdom với cả Ua Mơ ấy. So sánh làm cái gì? Nó ra Tam Quốc này thì mục đích của nó là đánh vào thị trường châu Á đó. Nó thành công là được rồi. Còn không cứ đi so sánh với Warhammer làm cái gì? Warhammer là thị trường châu Âu. Mỗi thị trường nó là một phiên bản phải sướng quá. Xong rồi cứ chê game Two Thần War Three Kingdom nó dễ. Thì bây giờ chiến lược của người ta là phổ cập game thì nó chả làm dễ. Làm khó thì ma nó chơi à? Chấp nhận thôi. Kinh doanh mà không làm thế thì lấy đâu ra một tiền. Đổ mồm. Bây giờ đánh thằng nào nhỉ? Hai mấy thằng ở đây khá là mạnh. Bây giờ đánh thằng Tăng Bá đi. Thằng Tăng Bá có một thành ở đây. Nhưng mà đánh thằng đấy thì sợ chạm mặt với thằng Yên Thiệu. Chưa biết đến ngày nào, cứ từ từ phát triển. Với cả tuyển thêm tướng, hơi thọt tướng. Hơi thọt tướng nữ rồi. Các chị em phụ nữ chắc chưa thấy nghe danh của mình nhưng chưa về. Qua lượt tiếp nào. Là sao vẫn còn âm lương thực. Chắc tuần sau mới hồi. Warhammer anh chơi ít lắm, Warhammer anh cũng không phải fan của fantasy lắm thành ra là. Ô này, thằng Công Tôn Toản ở trên, thằng Lý Thôi cũng ở tít ở xa. Nếu mà tôi nhận đánh thằng Công Tôn Toản mà tôi lấy 2.300 tiền, thì nếu mà tôi không hoàn thành thì cái này thì là sau này là hết 20 tân là tôi tuyên chiến với thằng Lý Thôi đúng không? Là chỉ có thế thôi đúng không? Nhưng mà trong tin đấy mình sẽ bị thằng Công Tôn Toản xuống đánh. Có nên nhỉ? Thật ra tầm lúc này thì chậm chạp cần 2k3 cũng rất là nhiều. Đang hơi bị bách của này, chứ biết đánh ai. Bây giờ chắc ngồi làm vụ đánh thuê thôi. Có thằng nào thuê mình đánh Tăng Bá không nhỉ? Còn thằng nào thuê tao đánh Tăng Bá không? À, ở dưới này còn thằng Ngô Cảnh. À không, thằng Ngô Cảnh là chư hầu của thằng Nguyên Thuật. Tào Tháo, Thính Dỡ, Hứa Xương. Ừ.
Mình đang bị hết tướng. Không có tướng nữ nào ra nhập nhỉ. Hãy xem mau y chuan chiến khoai. Thái độ với thằng này kiểu đéo gì thì cũng đang tụt. Nên muốn cải thiện với nó thì mình cứ chấp nhận đi. Đào thử với chỉ ba. Tăng cái thiện cảm với Tào Tháo lên một chút. À, chỉ cần đánh bại một đạo thôi à? Nhưng mà nó ở chỗ đéo nào? Nó ở trên này à? Ra. Xà vãi lìn. Để xem con toàn đánh nhau với ai xong rồi mình đi xin tiếp hiệp ước. À, 5.8. Chưa ký được. Để xem nó có tỏ nhà gái. Lý Thôi, Tào Tháo, Trịnh Giang. À là mình, còn đéo gì nữa. Tiên Vu Phụ là thằng đéo nào. Chưa nhìn thấy. Ờ, lỗi nhiêu là tạm khó phết đấy, để có từng nữ. Đấy là đéo ra từng nữ. À. Rồi, bây giờ mang quân đi lên thì ở nhà chắc an toàn không nhỉ? Chắc an toàn. Xiang qian jin jun. Mốt thì mốt anh để trong phần mô tả em. Ây da. Em có tướng nữ rồi. Con mẹ nó cả một cả nước nữa có ba tướng nữ này. Không còn thằng nào khác ngoài thằng Tào Tháo ký bước giao thương à. Ô Lưu Bị đang chưa hỏi của ai đấy. À, chỉ được làm một nhiệm vụ một lần thôi. Sau đó mình đã đi làm nhiệm vụ đánh thuê rồi. Khổ rách áo ôm mà đi làm thuê cho bọn nó vậy. Vũ đừng thi án tại thử, hãy xin qua mục. Nữ thì đồng ý có đỏ. Trừ một số tướng đặc biệt như Trịnh Giang thôi. Chứ còn chơi nữ như có là chỉ xác định là chơi lính kiếm với cả ngựa vàng. Không có ngựa đỏ. Chung là phải tạo điện, phải mở cái điều kiện này nó, thì game nó mới thử thách cho anh em. Chứ còn chơi như bình thường thì dễ nhạt à. Tạo thử thách cho bản thân nhé. Biết thế mình à mà nhưng mà thằng Tăng Bá tôi nghi nó nhiều quần đấy lắm.
给我闪开！không biết là bị âm rồi. Cái ác danh của Trình Giang đây này, nó đầy cột này lên là sẽ có những búp. Ví dụ như ác danh của anh, hiện tại ác danh của anh thì nó sẽ bị trừ 10 quan hệ và trừ 5 độ hài lòng. Ác danh nhất 2 thì nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà nó vẫn trừ, nó trừ nặng quan hệ ngoại giao, nhưng mà nó sẽ cộng 20 danh vọng, cộng sĩ khí. Đó, cứ nâng lên mỗi cấp thì nó sẽ búp cho mình những cái búp quan trọng, nhưng mà nó cũng trừ cho mình một số thứ. Thế thôi. Ồ, trừ 20% phí duy trì cho xạ kích binh này. Cái này được. Để mình đỡ tốn tiền. Lên trên này làm nhiệm vụ. Vậy lên trên này thì sao? Vai lìn cho đi đường biển. Nhưng mà lên công tuần toàn quân mẹ nó giáp trụ đầy đủ thì cũng vỡ mồm. Lữ cơ nó lý khởi nó là một mà. Kinh nghiệm thuê công trình anh có một series hướng dẫn này, em tìm trong đống video của anh ấy. Tổng tìm đấy mà xem. Biết đâu kem này 3 triệu lại về với tôi. Thì lúc đấy chúng ta Thang Bào đánh nhau với Tào Tháo à? Tại sao nó lại một cam nhỉ? Tại sao thằng Thang Bá lại là một cam? Tôi suy nghĩ tại sao nó lại một cam nhỉ? Nó chưa hợp với ai đấy đâu. Tôi không có tâm trạng. Chính ra anh thích tướng xanh hơn chứ. Tướng đỏ chả được cái mẹ gì. Tướng xanh còn đi đua tướng còn dễ, chứ tướng đỏ đua tướng toàn chết à. À, còn mạ nó viên thiệu. À, Nó theo viên thiệu à? Phải đấy đâu. Nó cha đe thôi mà. À đâu, nó chư hầu này. Sao cho nên ở đây nó không hiện nhỉ? Nó chư hầu của viên thiệu. Ừ, đang chơi siêu khó em. Nó chư hầu viên thiệu. À, căng nhỉ, thằng viên thiệu nó lại chặn đường của mình. Nó định mang quân lên trên này. Chắc chắn luôn, nó định đánh vào đây. Nhưng mà cái miếu này bây giờ áp được lên nhá. Cái miếu bây giờ mạnh mãnh trưởng. Nên nó đánh vào cái miếu không sợ. $3,700 và $3,500. Rừng núi khá là chập trùng. Đại chiến viên thiệu ở đây cũng được, nhưng mà nếu đánh viên thiệu ở đây mình sẽ phải ngồi nghỉ. Mình bắt buộc phải đánh.
đánh xong mình sẽ có mình nhiều khả năng mình có thể hòa được với nó để mình có thể đi qua đất để mình tiến lên phía công tôn toàn. Nhưng mà hiện tại năng lực hồi quân của Trịnh Giang là rất thấp. Đánh xong trận này là gần như là tỷ lệ hồi quân là yếu. Thế là lại phải chui về thành ngồi mất 3-4 tên để hồi quân. Thôi đánh đi, được. Đánh thì đánh được thôi nhưng mà mốt cho phần mô tả nhé. Có nhưng mà cảm giác như là bọn tặc khấu này nó có nhiều trang thiết bị này hơn hay sao. Ok, chỗ này lại là một chỗ rất đẹp để chúng ta hỏa thiêu xích bích rồi. Xa xa dừng một chút cho cháy nó đỡ ảnh hưởng mình. Tầm bắn ở những đây là đủ cháy rừng rồi. Ngựa cánh trái này bắn tường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Búp luôn 100% cả. Giết được tướng nó giảm vũ khí. Nhục
集合兵力，将军有难，急需救援。 quá kéo về được quân nó đeo tiên à, nó tận đến đây okay. Mặt đau quá quân nó chưa tiến mình chưa đi được về nào sắp vào tầm bắn rồi ，无法继续射击了。准备好了，赶快，赶快！鼓起勇气。这个慢。准备开战，快快快！ 아이 bây giờ khôn nhỉ, bắn xong hết cái máy kia mới lên à. 我军士卒仓皇逃命，朕乃丧家之犬。 còn lại cái máy này bắn đau quá mà giáo nó không di chuyển không dám xuất ngựa. Phát nữa mà lộn nó không lên à lag à lag mẹ bọn này chắc bị lỗi rồi nó không lên nữa. Vào đây
ao đá này. Nó biết vào là chết nên nó không vào à? Tên là cũng hơi căng đấy. Đi quân 仓皇逃窜, một 群懦夫. Sáu đơn vị lính giáo xịn, giáo Hà Bắc khá xịn. Bọn này lag rồi, chắc 100% luôn, chắc là do lúc ấy mình câu kéo mình. Thang hoàng thảo mệnh, chân là sang gia chi quyền. Bọn lính. Ôi rồi, chả để ý cả. Bao nhiêu bẫy này mà nó không lên thì hơi căng đấy. Mình hết tên rồi. Địa võng người ta răng ra thì... rồi giờ mới vào. Thảo thuận,
chắc là rút rồi. Hết mẹ tên. Địch nhân 察觉到 我军了. Mình được quyền rút một phát mà. Đúng không? Mình được một phát rút đúng không? Rút là sẽ không bị tổn thất. Binh chỉ liên nhiên, phong yên bù xí. Bây giờ mà nó tính mình bị tổn thất, nó tính mình là thua thì vỡ mồm đấy. Thang lĩnh khung xu, chủ công nên xuyên sụ chú binh. Hậu hủy yếu chi. À không, mày quá. Rồi. Quay trở. Rồi, nó bất hành quân gấp. Nó bật hình cân cấp bây giờ đánh lại ngon này. Nhưng mà không biết có tới kịp không. Sợ không tới. Không tới luôn mà. Cái gì đấy? À, nó giống với thằng Như Bạch Hổ đúng không? Tuyệt bất lưu tình. Trận kỹ sát tuyệt. À, chỉ quân chỉ đất của mình. Bảo trì nguyên dạng. 我的力量无穷无尽。 À đúng rồi, quên mất con này nữa. Con này giống như thằng Nghiêm Bạch Hổ. Có thể làm được cái trò này. Quên. Nó có thể hồi được 25% đúng rồi, đúng rồi. Lâu đã chơi lại quên mất. Con này giống như Bạch Hổ. Như Bạch Hổ dùng cái chiêu này hồi quân nhanh vãi lìn. Nhưng mà mỗi tội nó trừ. Cái này không sao cả. Mình chỉ dùng một phát thôi, tân cho mấy lại. Điều thuyền sang Tào Tháo kìa. Nhiều khả năng là Viên Thiệu rút về. Dương Phụ xa lắm, thằng này xa lắm. Xoan là, chỉ suy bà. Tặng con ngựa. Tiền 700 trần. Cái này là cái đéo gì? Đây là tặng cái đéo gì? Đào.
Thành này có quân. Quân của mình hồi hết rồi. Hòa với Viên Thiệu được không nhỉ? Đánh với nó chả được cái mẹ thì 5/3. Cho nó một lương thực. Hòa đi. Tập trung lên đánh công tôn toàn. Tào Tháo. Tào Tháo phát đau thương cho nó yên tâm ở quê nhà. Có đạo lý. Đã lấy rồi em, lấy rồi thì thôi, quan tâm thì quan trọng gì. Một nghìn sáu này, ký đi. Như ngươi sở nguyện. Yên tâm đi đánh trận. Lý Ưng và Trương Dương. Lại, chúng ta thảo luận đi. Trương Dương cũng ký một phát đây. Ok. Đánh thằng Nguyên Thiệu lúc này chả được cái mẹ. 15 lượt rồi chúng ta tiếp tục. Hồi quân khá ổn rồi, tiến tiếp đi. Không bất thối xu. Trấn tọa xí lại, tiếp tục tiến tiến. Thế yang hành bất thông. Đi thuyền xa hơn. Trừ 20 phí chi cho cất cho kỵ binh. Ồ. Oh. Trừ 20 phí duy trì khá ngon này. Toàn búp búp của con Trịnh Giang toàn búp ngon đấy. Đéo có tương nữ. Các em thì không ai về với anh. Có gì có thể giúp đỡ? Viên thuật này được. À từ từ, viên thuật đang đánh nhau với từ từ đã. Mình đang ở thế gọi là thế bánh kẹp bánh mì nên không nên quá mạo hiểm. Lại cung sang chi luyện ba. Cung cấp được bao nhiêu tiền? Mỗi lượt. Chân lĩnh nhân ủy vệ. Khá ổn. Khá ổn. Có lực. À, spy. Nice, nice, nice. Thế là có điều thuyền rồi. Nice. 1.800. Sao không được thì về với anh. 25. Ui, đi mặt nhăn như khỉ này.
Thế là có điêu thuyền. Vô lộ. Em ý ở bên có vẻ là Tào Tháo sơi vợ của Lữ Bố. Thành ra là điêu thuyền, mặt ở bên Tào Tháo mặt nhăn như đít khỉ. Ưu tiên người có át trước em. Viên An Dương. Làm gì có Viên An Dương? Có Viên An Dương à? Sao tôi nhìn không thấy nhỉ? Lúc nãy có Viên An Dương à? Ô, Lý Thôi bị dẹp rồi. Khẩu đạo tổng bị miêu thắng trên sàn quẩn quẩn chú công gắn chính đất đô.正在渡水，正在航行。哦哦，对对对对对对，拿来。欲成大事，万不能手下留情。下锚。以柔克刚，现在不休息。 Gì con trai mà cưới? Kệ nó, chơi như Nhi Quốc cứ bảo cưới, cưới cái khỉ đi mà cưới. Game người ta đã ra luật thế rồi cứ cưới. Anh biểu này, anh biểu cũng hòa với anh biểu. Nhi đã chiến bố xô. Game người ta luật là nữ nhi quốc là chỉ có nữ nên cứ bảo tôi cưới. Nhiều ông cũng lạ thật. Ồ, Dương Phụng cũng một mạng to. Thằng này nghèo. Thằng này nghèo chết mẹ luôn. Được bao tiền? 400 ký em đéo này. Mã đằng cũng... Bia lại vũ yêu. Cưới được mã siêu ấy. Cầm lòng là không cưới. Điều có cưới xin thì hết. Mã đằng. Cứ làm một phát này đi. Hôm nay thảm điểm gì nữa? Cho nó tặng quà. Như thế, chân giao mãn ý. Không cưới. Không có đuổi nên bảo không cưới mà này. Kèm nữ như nước là không cưới. Ai về thì về. Luật giờ đấy cứ thay đổi. Lách luật là thế nào nhỉ? Tuân thủ luật pháp đi. Luật này đã là không cưới xin thì rồi. Chơi con gái. Ai về thì về. Cưới. Lách luật là thế nào nhỉ? Nữ bố không xâm phạm à? Ký đi. Khá sát đít mình. Ở quân mình không ở đây. Ni wo suo jian lue tong. Mốt quân lính của anh á, anh để cho phần mô tả mốt make them unique. À đây này. À đâu? Ơ sao cái quân này khác? Giao run là thằng đéo nào. Lady Triệu sẽ gia nhập dòng chảy lịch sử. Chọn cái đéo nào. Giao run là thằng đéo nào nghe quen lắm. Bộ PC của anh là 40 tỏi.
40 triệu. Tỏi thì nhầm thân tỷ mẹ rồi, 40 củ. Nhưng mà để chơi được ba quy thì không cần 40 triệu. Chơi ba quy thì em chỉ cần 20 thôi. Là đủ, thoải mái. Chọn nào nhé. Just a dream à? Đúng không? Giao Jun là Chu Du à? Just a dream mà anh em. Chọn cái nào để 3 triệu về với tôi. Mà chọn cái đéo nào cũng thế đâu. Đéo biết. Chọn bừa đi. Lấy đi rượu thì cứ chọn đi nhỉ. Nó chỉ xuất hiện thôi chứ nó không về với mình đâu. Mẹ đi. Đi cầu sang kim. 回归原状, 正在行进, 绝不留情, 狂呼吧! 正将一出, 四海翻腾! Một là nó xuất hiện ngay á. Nếu có à, xây cái chùa lên, cái chùa cộng cho phết. À, một là nó xuất hiện ngay à? Ông phải nói là cái trái xuất hiện ngay, ông cứ nói là một cái xuất hiện ngay, tôi cứ tưởng là nó là kiểu 50-50. Rồi, thế để tôi lót lại nào. Tôi lót lại, tôi chưa qua lượt mà. 胜败无常，生死难知。今国乱岁凶， ông phải viết là cái trái là cái ra luôn, cái phải là cái đợi. Ông viết là một là nó xuất hiện hai, hai là nó chơi từ năm 2009. Ông viết thế cách thì tôi lại tưởng rằng là 50-50, hiểu không? Phượng hoàng hư hỏa, ye shi wei ke zhi ye. Chết mẹ là nó không hiện nữa rồi. Nó đéo hiện nữa rồi. Vũ vọng đại trí. Có một cái danh xưng mà không mất bổng lộc. Không có, mình chứ không có danh xưng đấy. Danh xưng đéo nào cũng mất tiền cả. Sau khi nghỉ ngơi, 绝不留情. Không tấn công cho bạn. Tôi đã nói xong. Tào Tháo như đang đánh nhau với Lữ Bố. À, Công Tôn Toàn kìa. Ô, Công Tôn Toàn đang bật hành quân gấp.
công tuân toàn đang bật hàng nguyên gấp. Đây là cơ hội để mình đập. Xong rồi mình có thể nhanh chóng mình chiếm bình nguyên. Được không? Được chứ. Sao lại không? Y rấu khở công. Đéo, được. Còn đứng ở cái chỗ này nó rất điêu nhá. Cơ hội đẹp thế này là không đánh như thằng Hậu Kim Đình. Hậu Kim Đình. Rồi rồi. Năm ủng của lực. Mình đang bị trừ mấy cái đấy. Thằng này là thằng đéo nào sao mình lại đánh nhau với nó nhỉ? À, nó chưa hầu. Hậu đạo tổng bị miêu thắng trên sông quẩn quẩn chú công gắn chinh được đua. Mà chỉ sợ nó đánh mình. Lý cơ chuyến đi. Hơi nguy hiểm, nếu tôi đánh bình nguyên thì sợ thằng công toàn nó tiếp kiếp nó cứu viện. Chưa nên đánh vội. Tôi lại không đủ lực để tôi đánh luôn thằng này. Đẹp quá, nó đang hành quân gấp. Sơn mẫu yuẩn lưu. Sở phú yu zi. Hàn chẳng nhạo chi. 大人，听您吩咐。 Tào Tháo, Yên Thiệu. 你这厮有何面目来见？我怎么了？几个人？ Thì mình lại có cơ hội chiếm. Chết cả mạng mình đi. Hành quân gấp à. Thế bây giờ là phải đợi đến năm 2009 thì mới có 3 triệu à? Cái đầu tiên thì là 3 triệu gia nhập mình luôn à? Đọc 230 mới có. Mọi. Thế là chọn quyện. Thế là cái mốt bị lỗi à?
hiển thị nhầm với vãi lìn. Chỗ này toàn cung này, ngựa hốt thì tuyệt vời. Chỗ này thì bộ binh của nó này. Đạn thì phải chấp nhận em làm gì có tướng đâu, thế nên mới phải ký các hiệp ước không xâm phạm của nhà đấy. Thế là mình chiếm được Bình Nguyên đấy, chiếm được hai tỉnh Bình Nguyên, bọn nó hết quân rồi. Trận này mình chiến gần như cái trận này mình thắng gần như chả mất quân. Tôi sự kỷ, tứ hải truyền dương. Cái này mặt ngân nhỏ nhỉ. 3 tuổi à. Khá nhiều bút ngon. Tả thủy bộ là ai? Thả chưa mỗi. Em này nhanh nhanh nhỉ? Không biết em này về clan mình nó có em nhỉ? Thả đi, 800 tiền cũng khá tiền đi. Tôi dùng không xong. Này em này có thể chém đi. Vì nó là kẻ thù. Đây là họ tự cứu. Học không lưu tình. Thế là chúng ta vớ vẩn ăn được hai tỉnh Bình Nguyên ngon hơn này. Nhưng mà tôi sẽ chưa chiếm. Để tôi xem. Phi Yến. Tôi phải chiếm cái này trước. Bởi vì nhiều khả năng chiếm Bình Nguyên, thằng Cơ Dân Toàn sẽ đánh xuống. Bình Nguyên lại nhiều quân hơn. Đánh vào thành chính ít quân hơn này. Để chưa đi. Hoàng hú ba.
我等威名，如今海内皆知。天与不取，必受其咎。飞燕那真孙子。哦。这个。恶名昭彰又有何妨？吼、哦。Không có cái này à? Đừng chơi tôi bộ thêm một cái nữa. Quách ra. Rồi. Lưu Bị. Bia lại vô dạng. Tào Tháo. Tào Tháo là thế lực khá là mạnh đấy. Chỉ cần tôi đợi. 2.400, 12.000 tiền. Mà cho mình bao nhiêu tiền? 3k tiền. Tiền theo từng tinh là được 300 không? Hú à. Lời. Thế này là đang lời. Có đạo lý. Tào Tháo là đang đánh nhau với không đánh nhau với Lữ Bố. Thế Lữ Bố đánh nhau với ai? Lữ Bố đánh nhau với Viên Thuật. Viên Thiệu. Ồ, đánh nhau với Viên Thiệu. Nice. Thế thì Viên Thiệu hình như là đang là thế lực yếu. Không còn mạnh như trước nữa. Thứ 6 rồi. Yếu rồi. Thế thì mạnh nhất là chắc là Tào Tháo à. Chuẩn. Chuẩn còn mạ luôn. Tào Tháo hiện tại là thế lực mạnh nhất bây giờ. Chẳng lẽ là tôi phải triệu hồi điêu thuyền về nhỉ? Để tôi lấy một tướng. Tí tượng. Tuần sau tôi phải triệu hồi điêu thuyền về. Chứ thế này là tôi không có tướng nữ về. Là thế thôi, còn được à. Chết liên tục. Chủ yếu song phương hữu ý, vũ đẳng thành xin thí thử y án. Chấp nhận điều này thì Viên Thuật đang đánh nhau với Lữ Bố, Lưu Biểu, Lưu Bị, Tôn Sách. Thôi, đéo, biến. Tình ra. Tuần này chúng ta sẽ triệu hồi điều thuyền về. Để chúng ta lấy tướng, hết mẹ tướng rồi. Rút đi.
tuần sau mới rút về được. Tôi đã không biết thằng công tôn Toản ở đâu, nên tôi sẽ mai phục ở đây đánh stun đạo này xong rồi tôi đánh vào Bình Nguyên. Ở đây là không tuyển thằng nương nam nào, không tuyển là không tuyển. Anh em cứ thích lách luật thế nhỉ, luật thích lách chơi đi, kệ thằng Lý thôi. Cần gì đồ của nó. Mã Đăng này, nhưng mà Mã Đăng đàm phán nó còn kẹt đấy. Biến. Nhị tự chảo đơ. Liệu thằng kia nó có đánh vào? Không. Cho nó nhìn thấy mai phục. Nhiệm vụ tạm dừng. Mình thế, mình với thằng Tào Tháo này như là âm. Kan lai ni zhe si chơi đồng minh với thằng này cơ. Xây liên quân với thằng này cơ. Trân sĩ xuyên yên. Chuyết bất động yếu. Tội gì về liên minh với thằng Viên Thuật. Đúng không anh em? Bảo vệ đã, ép nó phải đánh. Điều thuyền về rồi. Rồi thì ở cái phần mật thám này có ai là nữ nữa không? Tư Thục Ninh, Trương Diễm Diễm, Tư Thục Ninh và Tào Tháo. Tư Thục Ninh này là chỉ số như nào đây? Không nhìn được nhỉ. Chúng ta chắc lấy tướng tướng từ cách này thôi. Năm Trị An cũng năm hồi quân này, quan trọng nha. Đấy. Do ngoại giao chắc không có gì. Đồng minh với Tào Tháo là xong rồi chuyển sang đồng minh liên minh quân sự được không? Bie lai wu ya. Tào Tháo đang nắm thiên tử lệnh chư hầu đấy. Từ chối.
Tào Tháo đang nắm thiên tử chuẩn luôn. Tào Tháo hiện tại là đang nắm thiên tử là chư hầu, thế lực mạnh nhất bây giờ. Có tướng nữ à, không để ý. Ồ, Nguyên Thiệu. Biết ngay. À, không tới hay như nào? Rút. Khoai chơ. Lưu Bị diệt Trương Phi Triệu Vân. Đi mẹ nó chứ. Oh shit, tao Triệu Vân lại về thế này. Ah fuck. Motherfucker. Oh my god, Triệu Vân. Shit. Nó thử thách lòng kiên nhẫn của mình à. Mẹ nó thử thách mình à. Hành động起来. Còn mẹ nó chứ nhỉ. Con này nó thử thách mình à. Cay nhỉ. Đề nghị nó đưa ra cũng hấp dẫn đấy. Cay thật. Không ngờ mình lại lung lay đi. Cuối cùng mình cũng lung lay. Còn mà cay thật. Bây giờ phá luật thì lại bị quê. Vừa nãy vừa mắng anh em một trận à, anh em hay phá luật. Thế bây giờ mình lại lung lay. Không được rồi. Nhưng mình như vậy là không được. Mình như thế là anh em mình chửi mình chết. Nhưng mà mình mà không làm như thế thì mình lại không có Triệu Vân. Ờ, sao cuộc đời nó lại mâu thuẫn thế nhỉ? Chết tiệt thật. Sao trên đời lại có cái trường hợp là tiến thoái lưỡng nan này nhỉ? Mẹ là chi? Cây nhỉ? Triệu Vân mất đau à? Ui giời, anh Trương Phi mất đau này. Ủa? Ai à? Mẹ đi thôi, có Hiên Viên Bá Vương kiếm à? Tại sao bấm nhầm thế này? Tự nhiên bấm nhầm một tuyển tướng này. À, hôm nay nóng thật đấy. Thời tiết eo nóng thế. Mày nóng đấy. Bật điều hòa đấy anh em. Nóng quá. Ơ, tôi bật điều hòa cái tôi bấm nhầm mẹ tuyển tướng rồi. Đấy. Nếu nào dạo này mắt mờ cứ bấm nhầm. Nhầm gì đấy? Cứ nhầm vào thằng Triệu Vân. Thế đéo nào. Rồi.
cho Triệu Vân cầm bá vương kiếm. Lần sau mới cầm được. Thằng nào dám lột đồ Triệu Vân của tao đấy. Dậy. Tầm này đã mất liêm sỉ rồi thì thế thì nếu đã mất liêm sỉ rồi thì còn cần thì liêm sỉ còn đâu mà mất, đúng không? Thì chúng ta lại tiếp tục mất tiếp. Liêm sỉ đã không còn rồi thì lấy thần thần điều kiện cũng quan trọng nữa. Hôm nay thảo điểm gì nữa? Để hồi đặt thần hạn đợt mai mốt mọi. Đặt thế. Hào đợt, xin chào. Có mã siêu. Như vậy là trong list đi chợ là có mã siêu. Thằng Lý Thôi thì chắc đuổi đi anh em. Chồng nhìn ngứa cả mắt. Thế anh em đến đuổi thằng này đi không? Hay là sau này lên triều đình có cái chức chuồng ngựa cho thằng này làm. Nhìn mặt dâm dê biết là hay mà giao cấu với trẻ em rồi. À đúng rồi, setup chức vụ đã. Tất kiếp diễm. Để sao là một đống tướng. Đuổi nhá. Bây giờ còn 3 cái slot đồ mục. Bây giờ cho con này xuống đây làm bành thành đi. Trương Phi này sao? Ngài tí sang đây xong rồi Trương Phi đập bên đây là sao? Đẹp. Ăn nhầm. Lúc nãy là tự nhiên tôi bị bấm nhầm. Đấy, thế là không hiểu thế nào mà tôi bấm nhầm đúng là thằng Triệu Vân. Thế là thôi, anh em bảo tôi là thôi. Cuối cùng thì cũng nhầm thì nó cũng đã là nhầm rồi. Sự việc thì nó cũng đã rồi. Thôi thì mình lỡ tay rồi thì thôi đấy. Nhưng mà đấy, chúng ta vẫn giữ luật. Gọi là đặc cách đấy. Đằng nào thì chuyện nó cũng đã rồi. Đây, tôi sẽ về thành ở đây. Thật ra tôi không về thành ở đây mà tôi ra đây để tôi mai phục. Thôi chết rồi. Đủ 25% à? Không tới được. Đấy. Thì anh em cũng động viên bảo là thôi chuyện đã rồi. Nó lần này rồi đấy. Không cho bấm nữa đâu. Sau kể cả quan vũ hay là lữ bố về không bấm đâu. Sập đâu mà sập. Các ông loát lại đi. Rồi, sau tập này chúng ta dừng đây thôi anh em. Hôm sau chúng ta lại chơi tiếp. Tự nhiên lại bấm nhầm vào thằng Triệu Vân. Mẹ. Nào, mình lỡ cái luật. Mà sau cái quan vũ hay là lữ bố về cũng không bấm.
nhất quyết không bấm. Anh em phải cản tôi nhé. Bây giờ sau một cái thằng tướng nào về là phải cản tôi lại. Đừng để tôi phải bấm nhầm đấy được. Nhắc tôi chứ. Thế nhé. Ok. Chúc anh em ngủ ngon. Để xem 2, bấm nút subscribe, nút chuông ủng hộ mình nhé. Hẹn anh em ở những tập tiếp theo trong cái series Nữ Nhân Quốc này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.